Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa thứ sáu ngày 31 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa 21. Thành phố khẩn trương đưa các trường hợp F0 mới vào khu điều trị tập trung tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. vật châu chủ động phòng chống dịch bệnh đói rét trên đàn vật nuôi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng như báo cáo tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể ban thường vụ tỉnh ủy năm 2021, công tác thu ngân sách nhà nước, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy chủ trì và điều hành hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo vụ địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ dân tộc, Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ trên cơ sở đó thường trực tỉnh ủy giao ban tổ chức tỉnh ủy hội đồng thẩm định đánh giá xếp loại của ban thường vụ tỉnh ủy tổng hợp đề xuất đánh giá xếp loại đối với các cơ quan đơn vị làm căn cứ đề xuất đánh giá xếp loại đối với cá nhân các đồng chí thường trực tỉnh ủy ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy theo quy định về kết quả công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp tác động mạnh đến tình hình kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân Đảng Bộ Tỉnh đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, chuyển từ mục tiêu không có COVID sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tính đến ngày hôm nay, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.251 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao, GRDP bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng, tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 19.000 tỷ đồng, tổng vốn huy động tại địa phương đạt gần 25.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui xuân đón Tết nguyên đán nhâm dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành chỉ thị số 12/2021 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu kế hoạch năm 2022 phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh, vùng sâu vùng xa biên giới, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ chức sắc tôn giáo tiêu biểu các đơn vị lực lượng vũ trang lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày tết nhất là ở biên giới hải đảo vùng khó khăn khu cách ly điều trị tập trung địa bàn phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí bảo đảm các hoạt động lễ hội vui xuân an toàn tiết kiệm phù hợp với nếp sống văn minh truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán gắn với phòng chống dịch COVID-19, tổ chức Tết trồng cây kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2, không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và Tết Nguyên đán nhâm dần. Thực hiện nghiêm quy định số 08/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong phòng chống dịch COVID-19. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trước hết là về những điều đảng viên không được làm, không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo cấp trên không tổ chức đoàn của tỉnh ủy thăm chúc Tết các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Tăng cường công tác quản lý thị trường, bình ổn thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, bảo đảm vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa an toàn trong dịp Tết. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền biên giới. Hội đồng Nhân dân huyện Mộc Châu khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ hai. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2021, thảo luận và biểu quyết thông qua năm dự thảo nghị quyết, gồm phương án phân bổ chi tiết nguồn tăng thu, nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021, phương án phân bổ các nguồn kinh phí cho các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh, dự thảo nghị quyết phương án phân bổ các nguồn kinh phí cho các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh, Phân bổ chi tiết nguồn vốn lồng ghép thực hiện các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022, Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất huyện Mộc Châu năm 2022. Kỳ họp đã tập trung chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan đến việc xử lý các công trình vi phạm lấn chiếm suối trên địa bàn thị trấn nông trường Mộc Châu. Kết quả triển khai làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện làm đường giao thông nông thôn trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhất là đối với các xã vùng 3 và 10 bản biên giới. Phương án quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, công tác quản lý chất lượng các loại giống cây trồng ở các đơn vị cung ứng trên địa bàn huyện. Thực trạng bạo lực học đường, giải pháp, phương pháp quản lý giáo dục học sinh Đêm 29 và ngày 30 tháng 12, cơ quan y tế, các lực lượng chức năng thành phố đã khẩn trương giả soát và đưa 19 ca F0 mới phát sinh vào khu điều trị tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cơ sở tổ 4, phường Trình lệ Như vậy, trong 4 ngày tính từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, trên địa bàn thành phố đã phát hiện mới 54 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm 29, ngày 30 tháng 12, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập tức giả soát thông báo tới cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình bệnh nhân chuẩn bị cho các bệnh nhân để đưa vào khu điều trị tập trung và tiến hành phun khử khuẩn tại các gia đình nơi sinh sống của các ca F0. Do hầu hết các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới phát sinh trên địa bàn thành phố đợt này đều là các em học sinh còn nhỏ, có độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi nên rất cần sự quan tâm để các bệnh nhân ổn định tâm lý thành phố đã chỉ đạo các nhà trường kịp thời động viên gia đình cùng ban chỉ đạo và các lực lượng đưa các ca F0 đến nơi thu dung điều trị F0 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Để tránh tình trạng điểm chuẩn leo thang quá cao như năm trước cũng như để ổn định phương thức tuyển sinh, nhiều trường đại học dự kiến giảm tỷ lệ xét từ kết quả thi tốt nghiệp thay vào đó sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực. Với thực tế này, nên năm 2022 sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong việc tuyển sinh vào đại học. Khởi động từ 2 năm trước với mong muốn ổn định phương thức tuyển sinh trong những năm tới, nên từ năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ mở rộng tỷ lệ xét tuyển với kỳ thi đánh giá tư duy lên 60%. Theo đó, tỷ lệ xét từ điểm thi tốt nghiệp sẽ chỉ còn khoảng từ 10 đến 15%. Là đề thi phải mang tính phân loại để giúp cho thí sinh có thể vào những chương trình mà phù hợp với mình cũng như là giảm bớt cái 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 sự cạnh tranh khi xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông có thể đẩy đến mức điểm là trên 27 điểm vẫn trượt đại học. Do tính phân loại sẽ cao hơn thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên kỳ thi đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội được nhiều trường trong khối kỹ thuật công nghệ đăng ký sử dụng. Vì vậy, giảm dần tỷ lệ xét từ kết quả thi tốt nghiệp cũng là xu hướng chung của nhiều trường. Cỡ khoảng độ 15 đến 20 phần trăm chỉ tiêu cho cái kỳ thi đánh giá năng lực tư duy và chúng tôi cùng tham gia một cách tích cực từ khâu ra đề khâu coi thi khâu chấm thi một cách đồng bộ với nhau về mặt chất lượng để đảm bảo sau trong cái khối kỹ thuật đó thì chúng ta làm sao để nâng cao cái mặt bằng chất lượng đào tạo Xu hướng sử dụng chung kết quả từ kỳ thi riêng của những trường đại học lớn sẽ là điểm nổi bật của kỳ tuyển sinh năm 2022. Sẽ khởi động lại kỳ thi đánh giá năng lực đại học quốc gia đã nhận được mong muốn chia sẻ kết quả từ gần 60 trường đại học khác. Thi nhiều đợt trong năm nhưng vẫn đảm bảo mức độ phân hóa chung là điểm mạnh của kỳ đánh giá này. 16 cái đợt thi và bắt đầu từ tháng 2 cho đến tháng 8, cho đến khoảng tháng 8. Và như vậy toàn bộ cái quá trình đấy thì các kỳ thi diễn ra khác nhau như vậy ở các địa mà khác nhau thì vẫn nó được chuyển hóa tức là gì các em thi thí sinh ở đây lần này và thi khác là điểm có thể tương đương nhau. Thêm phương thức là thêm cơ hội cho thí sinh. Song với những thay đổi này thì năm nay bên cạnh tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các học sinh cũng cần có tính toán cân nhắc sớm trong lựa chọn trường đại học mong muốn để có thể tham dự các kỳ thi riêng. Triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, 7 trên 12 huyện thành phố đã ra soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị các cụm dân cư tại 41 khu đất sang đất ở. 12 trên 12 huyện thành phố đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để cấp giấy chứng nhận cho người dân. Về đất ở, đã cấp giấy chứng nhận cho 44.771 hộ, đạt 98,59% so với tổng số hộ đủ điều kiện. Với đất sản xuất nông nghiệp, đã cấp giấy là 58.035 hộ, đạt 99,1% so với tổng số hộ đủ điều kiện hiện toàn tỉnh vẫn còn 4.600 hộ chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đất ở và 2.936 hộ chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp. Các trường hợp còn tồn động này, nguyên nhân chủ yếu do nhiều trường hợp đã ký nhưng chưa trao giấy chứng nhận đến người sử dụng đất do người dân không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nhiều hồ sơ đã lập nhưng chưa đủ điều kiện cấp do vướng mắc về quy hoạch. Hành lang an toàn giao thông, lưới điện, vướng mắc về đất nông lâm trường, đất đang có tranh chấp, nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng. Hội nông dân tỉnh vừa phối hợp với chi hội nông dân nghề nghiệp tại bản Híp xã Trình Ngân thành phố Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp cho cán bộ hội viên nông dân. Tại hội nghị, cán bộ hội viên nông dân đã được tập huấn hướng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc các loại cây ăn quả như xoài, nhãn, thanh long hiệu quả, trong đó tập trung hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả như tưới nước làm cỏ, kỹ thuật tỉa cành tạo tán, quy trình bón phân đúng cách, kỹ thuật kích thích chồi non và xử lý ra hoa đậu quả hướng dẫn người dân phân biệt và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng. Đây là buổi tập huấn thứ ba đối với cán bộ hội viên nông dân chi hội nông dân nghề nghiệp bản hiếp xã Trường Ngần, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của bà con theo hướng hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, đợt không khí lạnh mạnh đang tăng cường gây ra đợt rét đậm rét hại. Để chủ động phòng chống rét đậm rét hại bảo vệ đàn vật nuôi, các ngành chức năng huyện Thuận Châu đang khẩn trương phối hợp cùng với các xã, nhất là các xã vùng cao tuyên truyền người dân áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng vật nuôi. Bước vào mùa đông năm nay, nhiều hộ nông dân ở huyện Thuận Châu từ vùng cao đến vùng thấp đã chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi gia đình tôi chăn bò, nuôi bò chủ yếu là nuôi nhốt trong chuồng, chủ yếu là cắt cỏ, trồng cỏ và bổ sung các bột ngô sẵn uh, che chắn chuồng trại xuống các bản để tuyên truyền cho bà con chủ lòng uh, che chắn chuồng trại và dự trữ đầy đủ thức ăn để uh, tạo uh, sức đề kháng cho cho bò để mùa lông uh, không cho bò bị uh, chết rét. Huyện Thuận Châu có 6 xã vùng cao gồm Co Mạ, Co Tòng, É Tòng, Long Hẹ, Mường Bám, Pá Lông. Nhiệt độ ở các địa phương này thường thấp hơn có những thời điểm chênh lệch từ 2 đến 4 độ C so với nền nhiệt độ trung bình. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã vận động người dân không chăn thả ra súc ngoài rừng hay những vùng núi cao khi có nhiệt độ thấp, thực hiện nuôi nhốt tại chuồng trại của các hộ, đảm bảo 100% trâu bò được nuôi nhốt trong những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm dạ cỏ khô. Trong chuồng kín gió, nền chuồng khô ráo, sưởi ấm vào ban đêm. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũng đã lên kế hoạch rồi là phân công cử viên chức xuống tận hộ để hướng dẫn cho bà con. Thứ nhất là gia cố chuồng trại, rồi là che chắn bạt khi có thời tiết rét đậm rét hại nhất là khi thời tiết mà băng giá, sương muối, mà lạnh dưới 15 độ C là hoàn toàn là không chăn thả gia súc nuôi nhốt tại nhà. Dự báo trong thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, các đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra. Với các giải pháp tích cực, chủ động trong công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, huyện Thuận Châu quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra trên đàn vật nuôi. Thực hiện đề án phát triển cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phát động phong trào mỗi gia đình hội viên phụ nữ có một vườn rau xanh và chăn nuôi một đàn gia súc gia cầm ít nhất từ 10 con trở lên. Phong trào nhanh chóng thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ Nhằm cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, các cấp hội phụ nữ của huyện Mai Sơn đã ra sức tuyên truyền vận động chị em tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, vận động chị em quan tâm cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày thông qua việc trồng rau và chăn nuôi gia súc gia cầm. Với đặc thù của huyện miền núi, phong trào được đánh giá là rất phù hợp, nhanh chóng thu hút sự tham gia tích cực của chị em phụ nữ Đến cuối năm 2021 đã có gần 30.000 hộ gia đình phụ nữ có vườn rau an toàn và chăn nuôi gia cầm từ 10 con trở lên, góp phần đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình. Gần 70% gia đình phụ nữ đạt tiêu chí, gia đình 503 sạch, chất lượng cuộc sống của chị em ngày càng được nâng lên. Thời gian qua, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, hội viên người cao tuổi toàn tỉnh đã tích cực tham gia các chương trình, các cuộc vận động do hội người cao tuổi và địa phương phát động, chung tay xây dựng hội vững mạnh. Toàn tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách chăm sóc người cao tuổi cả về đời sống và tinh thần. Năm 2021, toàn tỉnh có trên 100.500 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, gần 20.000 người cao tuổi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội, trong đó có trên 14.800 người cao tuổi trên 80 tuổi, gần 4.800 người cao tuổi từ 60 đến 80 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội. Các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã chủ động tham mưu với các ủy chính quyền tổ chức chúc thọ mừng thọ cho trên 36.800 lượt người cao tuổi với số tiền trên 13 tỷ đồng, trên 1.400 người cao tuổi được xóa nhà tạm. Hội người cao tuổi tỉnh đã hợp với bệnh viện y dược cổ truyền Sơ La tổ chức tư vấn và khám sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức và chất lượng chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn phối hợp với bệnh viện mắt tổ chức khám sàng lọc tư vấn cấp phát thuốc miễn phí điều trị các bệnh về mắt cho trên 4.700 người cao tuổi tại 12 huyện thành phố đã có 3.600 người cao tuổi được phẫu thuật và điều trị các bệnh về mắt với tổng số tiền 390 triệu đồng. Ngày 30 tháng 12, công ty điện lực Sơn La đã tổ chức đóng điện cấp điện lưới quốc gia cho bản Bắng Sẳng, xã Trình Kheo, huyện Mai Sơn. Bắng Sẳng là bản vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mai Sơn với 100% là hộ nghèo. Công trình khởi công tháng 8 năm 2021 với quy mô xây dựng hơn 3,3 km đường dây 35 kV, 2,1 km đường dây 0,4 kV, một trạm biến áp công suất 50 kVA và lắp đặt 56 công tơ cho các hộ gia đình. Đây là hạng mục nằm trong gói thầu thi công cấp điện lưới quốc gia cho các bản và các hộ chưa có điện của xã Trình Kheo thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực là đơn vị quản lý dự án. Cũng trong dịp này, công ty điện lực Sơn La đã đóng điện, cấp điện lưới quốc gia cho 210 hộ chưa có điện tại 5 bản của xã Trình Kheo. Nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia của xã Trình Kheo đạt 100% trước Tết Nguyên đán. Ngày 30 tháng 12, Ban An toàn Giao thông huyện Thuận Châu đã chuyển trao hỗ trợ của Ban An toàn Giao thông tỉnh cho 4 hộ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại các xã Triềng Pấc, Tông Cọ, Triềng Pha, Mường É. Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Chia sẻ mất mát đau thương với gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông huyện Thuận Châu động viên các gia đình vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị các xã tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các gia đình, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông nhằm giảm thiểu những thiệt hại tổn thất về người, tài sản do tai nạn giao thông gây ra. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, độ phổ biến từ 70 đến 98%. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh Quỳnh Nhai từ 12 đến 22 độ. Thành phố Sơn La 11 đến 20 độ. Mường La 14 đến 26 độ. Mai Sơn 11 đến 20 độ. Yên Châu 14 đến 23 độ. Sông Mã 14 đến 25 độ. Bắc Yên 11 đến 18 độ. Phú Yên 15 đến 23 độ. Mộc Châu 9 đến 17 độ. Sóc Cộp 13 đến 25 độ. Vân Hồ 9 đến 17 độ. Thuận Châu 12 đến 22 độ.